kiến thức và giải trí. Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn. Trận An Lộc trong mùa hè đỏ lửa năm 1972, trích hồi ký của các cựu binh của Việt Nam Cộng Hòa, nguồn thông tin từ phía bên kia chiến tuyến. Chính vì vậy những thông tin mang tính một chiều và tính khách quan không thực sự chính xác. Tuy nhiên, nó là một nguồn thông tin để chúng ta nhìn lại cuộc chiến, nhìn lại những năm tháng gian khổ, ác liệt của cuộc chiến tranh Việt Nam. Phần thứ nhất, bối cảnh diễn ra trận An Lộc năm 1972 một mùa hè thời gian dài như thế kỷ, đối với người dân cũng như người chiến sĩ thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong năm 1972. Mùa hè đỏ lửa, bắt đầu vào ngày 30 tháng 3 năm 1972, khi quân Cộng sản Bắc Việt xua toàn bộ 14 sư đoàn quân chính quy, khoảng 120.000 quân bộ chiến, 1.200 chiến xa đủ loại, chia làm 3 mũi tấn công vào lãnh thổ nước Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta tại 3 mặt trận, Quảng Trị, ngày 30 tháng 3, Con Tum, ngày 14 tháng 4 và trận An Lộc Bình Long ngày 5 tháng 4 năm 1972. Kết cuộc là quân Cộng sản Bắc Việt đã bị quân Việt Nam Cộng Hòa Anh Dũng đánh lui toàn bộ. Địch quân đành phải chịu ngậm đắng nuốt cay, rút lui và phải để lại chiến trường hơn 2 phần 3 nhân mạng tử vong, bị thương và hầu như toàn bộ chiến cụ nặng như chiến xa T-54, P-76 các chiến xa cơ động phòng không, các khẩu pháo tầm xa 130 ly và các dàn phóng hỏa tiễn 107 ly và 122 ly bị hủy diệt tại lãnh thổ quân đoàn 3, quân khu 3, Việt Nam Cộng Hòa, cộng quân tung 4 sư đoàn gọi là công trường, như công trường 5, công trường 7, công trường 9 Cộng sản Bắc Việt và công trường Bình Long tân lập của Cục Giờ. Từ biên giới Campuchia, quân Cộng sản Bắc Việt ồ ạt tấn công vào thị xã nhỏ bé An Lộc, một thị xã có khoảng 20.000 dân, trên một diện tích khoảng 4 cây số vuông bên trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Địa danh An Lộc là thị xã của tỉnh Lị Bình Long, với tổng số khoảng 45.000 dân. Trên diện tích khoảng 2.240 cây số vuông, Bắc và Tây Giáp danh nước Campuchia, Đông Giáp danh tỉnh Phước Long, Việt Nam Cộng Hòa, Nam Giáp danh tỉnh Bình Dương, Việt Nam Cộng Hòa, Tây Nam Giáp danh tỉnh Tây Ninh, Việt Nam Cộng Hòa, nằm dọc theo quốc lộ 13, tử danh giới nước Việt Nam Cộng Hòa và nước Campuchia, với những rừng cây cao su ngút ngàn và vài ngọn đồi thoai thoải chung quanh thị trấn, đồi 100 về hướng Tây, đồi đồng long về hướng Bắc đổi gió và đổi 169 về Đông Nam. Đó là những cao thế địa hình dùng làm các cứ điểm quân sự rất thuận lợi trong việc phòng thủ bảo vệ thị xã An Lộc. Thị xã An Lộc chỉ cách thủ đô Sài Gòn 100 cây số về hướng Bắc. Mục đích của địch là tạo áp lực quân sự trước cửa ngõ thủ đô nước Việt Nam Cộng Hòa và ra mắt chính phủ của cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam, đồng thời để hỗ trợ cho hòa đàm Ba Lê đang hồi kết thúc. Từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 4 năm 1972, quân giải phóng mở màn bằng các trận đánh dương đông kích Tây trên quốc lộ 22 phía Bắc tỉnh Tây Ninh và đã tung vào trận chiến đơn vị C-30B, gồm hai trung đoàn là trung đoàn 24 địa phương và trung đoàn 271 của công trường 9, hai tiểu đoàn đặc công và một đơn vị thiết giáp, gồm 6 chiếc M-41 và M-113 chiến lợi phẩm chiếm được của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và một tiểu đoàn súng cối và phòng không 12 ly 8 mục đích để cầm chân sư đoàn 25 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa đang có trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ tỉnh, tiểu khu Tây Ninh, Hậu Nghĩa và Long An, tạo thế nghi binh. Tây Ninh là diện, nhưng điểm là Bình Long, An Lộc. Mặt trận An Lộc được khởi diễn vào đêm ngày 4, dạng ngày 5 tháng 4 năm 1972, khi công trường năm Cộng sản Bắc Việt xuất phát từ biên giới Campuchia xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, tấn công quận lỵ Lộc Ninh thuộc tỉnh Bình Long, rồi đến tỉnh lỵ Bình Long, An Lộc cho đến ngày 7 tháng 7 năm 1972 là ngày được xem như kết thúc trận chiến, là ngày toàn thắng của quân, dân, cán, chính Việt Nam Cộng hòa tại An Lộc Bình Long sau 93 ngày đêm tử thủ. Ngày mà cả bốn công trường quân Cộng sản Bắc Việt bị quân dân tỉnh Bình Long đánh tan nát, gây kiệt quệ cả về tinh thần lẫn khả năng tác chiến và buộc phải âm thầm rút lui ra khỏi trận chiến với sự thiệt hại thật nặng nề về nhân mạng cũng như quân dụng khoảng 70 đến 80% quân số và chiến cụ nặng chiến xa T54, PT76, các xe thiết giáp phòng không di động, đại bác tầm xa 130 ly, các giàn phóng hỏa tiễn 122 và 107 ly bị phá hủy do sự phối hợp chiến đấu oai hùng của quân dân cán chính tỉnh Bình Long chiến đấu trên diện địa với sự yểm trợ của không quân Hoa Kỳ và Việt Nam oanh kích và oanh tạc trên các lộ trình tiến công của địch ngày mà toàn thể quân dân cán chính tử thủ Bình Long đón chào vị nguyên thủ quốc gia kiêm tổng tư lệnh quân đội, tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng phái đoàn đáp trực thăng xuống An Lộc để ủy lạo và tưởng thưởng cho những chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa hữu công và an ủi thăm hỏi dân chúng tỉnh Bình Long, trong lúc vẫn còn tiếng pháo kích của cộng quân vào thành phố. Tổng thống và phái đoàn đã nhìn tận mắt một thị xã nhỏ bé với diện tích khoảng 4 cây số vuông bị đổ nát bởi trên 200.000 quả pháo đủ loại trên mặt đất xen lẫn mùi thuốc súng và mùi hôi thối của xác chết sông lên, của khoảng 8.000 thường dân vô tội và chiến binh tử vong trong những cơn mưa pháo của địch quân và thị xã này. Ngày mà tất cả các vị có mặt trong phái đoàn tháp tùng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu gồm nhiều vị tướng lãnh Việt, Pháp và ủy lão quân, dân, cán, chính tại mặt trận An Lộc đã chứng kiến tận mắt chiến tích oai hùng này. Sự chiến đấu kiên trì của quân dân tỉnh Bình Long đã giáng trả cho đoàn quân Cộng sản Bắc Việt một trận để đời kết quả của trận chiến An Lộc thật là kỳ diệu, đã làm đảo ngược những tiên đoán của các nhà quân sự và các giới quan sát Tây Phương có mặt tại Sài Gòn trong thời gian đó. Tướng Van Nuksem của Pháp, người từng tham gia trong cuộc chiến Việt Nam, từng là tư lệnh quân khu tả ngạn sông Hồng Bắc Việt trước năm 1954, đã ví trận chiến An Lộc như một điện biên phủ thứ nhì. Một trận chiến quyết định tại An Lộc cho hòa đàm Ba Lê tương tự như trận Điện Biên Phủ đã quyết định cho hòa đàm Geneva năm 1954. Lịch sử đã không tái diễn như vậy. Lần này tướng Vanúc xem cùng giới quan sát quốc tế rất đổi ngạc nhiên trước một kỳ công to tát của toàn quân và toàn dân Việt Nam Cộng hòa tại An Lộc, là một chiến tích vĩ đại và điển hình để nói lên tinh thần chiến đấu hào hùng kiên cường bất khuất bằng quyết tâm chống cộng sản để bảo vệ lý tưởng tự do dân chủ cho miền Nam Việt Nam. Trận chiến An Lộc, một trận chiến lấy lừng về trình độ tác chiến phòng ngự, đã đi vào quân sử một cách vẻ vang đã làm dạng danh người chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong công cuộc chiến đấu bảo vệ quê cha đất tổ Việt Nam. Ngày mà vị lãnh đạo quốc gia Việt Nam Cộng Hòa quỷ trước nghĩa trang biệt cách dù, ngậm ngùi cầu nguyện trước anh linh của 68 chiến sĩ biệt cách dù và hàng ngàn các chiến sĩ thuộc các quân binh chủng và dân thường vô tội khác đã bỏ mình vì đại nghĩa quốc gia dân tộc trong suốt 93 ngày đêm chiến đấu, thể quyết tâm tử thủ không ngừng nghỉ tại chiến trường An Lộc ngày mà hai câu thơ của cô giáo pha được đi vào lịch sử của trận chiến thắng An Lộc, An Lộc Địa, sử ghi chiến tích, biệt kích dù vị quốc vong thân. Chiến thắng An Lộc năm 1972 đã tượng hình từ năm 1971, sau những cuộc hành quân toàn thắng của quân khu 3 do cố đại tướng Đỗ Cao Chí phát động, dự định đổ quân lên Cây Ti, một quận lỵ của nước Campuchia, để tiêu diệt cục gở, bản doanh đầu não của cái gọi là mặt trận giải phóng miền Nam đồng thời là căn cứ hậu cần của quân Cộng sản Bắc Việt xâm nhập vào miền Nam lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng không may, Đại tướng Đỗ Cao Chí phải đền xong nợ nước vì lý do chiếc trực thăng chờ ông bị nổ tung khi vừa mới cất cánh tại Tây Ninh. Đến bây giờ cũng không ai biết đích xác về nguyên nhân gây ra tai nạn này. Trung tướng Nguyễn Văn Minh được Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chỉ định thay thế người tiền nhiệm tài ba và đầy lòng yêu nước đó. Trong cái thế chẳng đặng đừng, Trung tướng Nguyễn Văn Minh buộc lòng phải có quyết định cho lệnh rút các lực lượng cơ hữu của quân đoàn 3 trở về nội địa Việt Nam Cộng Hòa để bảo toàn lực lượng, hoàn tất vào ngày 31 tháng 5 năm 1971. Việc rút đoàn quân trên hai sư đoàn, sư đoàn 18 bộ binh, hai liên đoàn biệt động quân, trung đoàn 8 của sư đoàn 5 bộ binh, lữ đoàn 3 thiết kỵ, liên đoàn 30 công binh chiến đấu, về đến nội địa vừa kịp lúc Nhờ vậy mà khi quân Cộng sản Bắc Việt mở cuộc tấn công vào lãnh thổ quân khu 3 vào ngày 5 tháng 4 năm 1972, phần lớn lực lượng kể trên của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã là thành phần nòng cốt, tương đối đủ khả năng cấp thời để chống trả lại bốn sư đoàn quân Cộng sản Bắc Việt. Cuộc rút quân từ chiến trường ngoại biên năm 1971 về nội DIA Việt Nam Cộng Hòa là một cuộc hành quân lui binh đúng lúc trước tình hình biến chuyển ngõ hầu có đủ lực lượng phòng thủ diện địa nhất là việc phòng thủ An Lộc trong trận chiến năm 1972, khi lực lượng bạn chỉ có một phải chống trả lực lượng địch đông hơn gấp 6 lần, trong khi đó địch có pháo binh và chiến xa yểm trợ trực tiếp. Ta không có chiến xa chỉ có các phi vụ B-52 và các phi tuần phản lực của không lực Hoa Kỳ và không lực Việt Nam Cộng Hòa yểm trợ. Việc địch quân được biết trước cuộc rút quân là điều tối kỵ của binh Pháp và là một chuyện chẳng đặng đừng mà Trung tướng Nguyễn Văn Minh phải ra lệnh thi hành. Sự kiện này đã gây nhiều ấn tượng sâu sắc trong tâm khảm và cuộc đời binh nghiệp không những cho riêng Trung tướng Nguyễn Văn Minh mà còn cho tất cả những chiến sĩ liên quan đến trận chiến An Lộc. Tấn chiếm An Lộc. Trận tấn chiếm Lộc Ninh được xem như khởi diễn vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 4 tháng 4 năm 1972 là trận mở màn cho trận chiến An Lộc, khi đại đội trinh sát của chiến đoàn 9 sư đoàn 5 bộ binh quân lực Việt Nam Cộng hòa chạm chán nặng và bất ngờ với Trung đoàn 6 công trường 5 Cộng sản Bắc Việt tại vùng hoạt động 4 cây số Tây Lộc Ninh. Cả đại đội trinh sát của chiến đoàn 9 Sư đoàn 5 Bộ binh Việt Nam Cộng hòa bị địch tràn ngập và tiêu diệt hoàn toàn trong khoảnh khắc. Chỉ còn lại một hiệu thính viên mang máy còn sống sót gọi báo cho Bộ chỉ huy chiến đoàn 9 về tình hình chiến xa và bộ binh địch đang tràn ngập và cận chiến sát Lá cả với các chiến sĩ trinh sát 9 Việt Nam Cộng hòa và đang tiếp tục tiến về hướng quận lị Lộc Ninh Người chiến sĩ anh hùng hiệu thính viên của đại đội trinh sát vẫn tiếp tục báo về bộ chỉ huy chiến đoàn 9 tình hình những sự di chuyển của địch cho đến chiều ngày 6 tháng 4, tiếng nói của người hiệu thính viên quả cảm im bặt vào khoảng 18 giờ 30 phút tại bộ chỉ huy chiến đoàn 9 Việt Nam Cộng hòa, mọi người đều biết tình hình chiến trận bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Đại tá Nguyễn Công Vĩnh, chiến đoàn trưởng chiến đoàn 9 sư đoàn 5 bộ binh Việt Nam Cộng hòa, cùng cố vấn trưởng và toàn thể các đơn vị trong căn cứ hỏa lực Kể cả chi khu Lộc Ninh đều ban hành lệnh báo động ứng chiến. Lúc 5 giờ 50 phút sáng ngày 5 tháng 4 năm 1972, mở màn cho cuộc tấn công của chiến dịch mà cộng quân được mang tên là Nguyễn Huệ, cộng quân bắt đầu pháo kích vào quận lỵ để dọn đường cho bộ binh và chiến xa đang xâm nhập vào vùng quận lỵ Lộc Ninh. Đến 6 giờ sáng ngày 5 tháng 4 năm 1972, từ phía Tây và Tây Bắc, cộng quân tung vào trên trường Lộc Ninh, quận lỵ của tỉnh Bình Long khoảng 30 cây số Bắc An Lộc, toàn bộ công trường 5 Cộng sản Bắc Việt, gồm có Trung đoàn 275, Trung đoàn 174, Trung đoàn E.6, được tăng cường Trung đoàn 95C của công trường 9, Trung đoàn địa phương, Đại đội chiến xa trực thuộc Trung đoàn 203 chiến xa hỗn hợp T-54PT-76, tổng cộng 10 chiếc tham chiến, Trung đoàn phòng không cơ động 271, dưới sự yểm trợ hỏa lực của Trung đoàn pháo nặng 42D-130 ly, tầm xa 30 cây số các giàn phóng hỏa tiễn 122 ly và 107 ly. Tổng cộng quân số địch tham dự trận mở màn Lộc Ninh và khoảng 15.000 cán binh Cộng sản, bộ binh, thiết giáp, pháo binh. Phía lực lượng Việt Nam Cộng Hòa gồm có các đơn vị, chiến đoàn 9, sư đoàn 5 bộ binh, do Đại tá Nguyễn Công Vĩnh chỉ huy, thiết đoàn 1, do Trung tá Nguyễn Đức Dương chỉ huy, gồm các chiến xa M-41, thiết vận xa M-113, tiểu đoàn 74 biệt động quân biên phòng, trung đội pháo binh 105 ly, các đơn vị địa phương quân, nghĩa quân, cảnh sát, trực thuộc chi khu Lộc Ninh, chỉ huy bởi Trung tá Nguyễn Đức Thịnh, quận trưởng kiêm chi khu trưởng Lộc Ninh, tổng cộng quân số khoảng 3.000 chiến binh Việt Nam Cộng Hòa, bộ binh, thiết giáp, pháo binh, địa phương quân, nghĩa quân, cảnh sát. Như vậy, lực lượng tương quan là một chống năm. Khởi đầu trận đánh, Quân Cộng sản Bắc Việt mở trận mưa pháo vào vị trí đóng quân của tiểu đoàn 74 biệt động quân biên phòng, năm cây số phía nam lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa căn cứ hỏa lực Alpha và thiết đoàn một đóng tại căn cứ giá chiến, căn cứ Hoa Lư vùng ngã ba Lộc Tấn, dọc theo quốc lộ 13 từ bắc xuống nam, 10 cây số Bắc Lộc Ninh, cùng lúc pháo và bộ chỉ huy chiến đoàn 9 sư đoàn 5 bộ binh Việt Nam Cộng hòa, quận Chi khu Lộc Ninh, nơi có các khẩu đội 105 ly chú đóng, theo chiến thuật bịt pháo công đồn nhận biết ý đồ của địch. Đại tá Vĩnh khẩn điện cho Trung tá Dương cắt bớt một chi đoàn gửi trở về cho chiến đoàn 9 sư đoàn 5 bộ binh Việt Nam Công Hòa để phòng thủ quận Lỵ Lộc Ninh và bộ chỉ huy chiến đoàn, cấp thời di chuyển về phía Nam quốc lộ 13. Chi đoàn 3 phần 1 hỗn hợp chiến xa và thiết vận xa do Trung úy Lê Văn Hùng làm chi đoàn trưởng, rời vị trí đơn vị mẹ trong đêm, nhưng khi chỉ còn cách quận Lỵ Lộc Ninh 5 số về hướng Bắc, bị lọt vào ổ phục kích quân địch có chiến xa T-54 và PT-76 trợ chiến và bị mất liên lạc với thiết đoàn 1 cũng như Bộ Chỉ huy Chiến đoàn 9 Việt Nam Cộng Hòa sau nửa giờ giao tranh. Trung tá Nguyễn Đức Dương, thiết đoàn trưởng thiết đoàn 1 liền báo cáo về cho Đại tá Nguyễn Công Vĩnh, chiến đoàn trưởng chiến đoàn 9 sư đoàn 5 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa đã mất liên lạc với đứa con chi đoàn 3 trên 1, nhưng tại Bộ Chỉ huy Chiến đoàn 9, tần số liên lạc bị gián đoạn vì trong giờ phút đó hầm truyền tin của chiến đoàn 9 bị cộng quân pháo sập. Mãi cho đến sáng hôm sau, Đại tá Vĩnh mới lên tần số. Ông chỉ thị cho Trung tá Dương rút hết lực lượng còn lại tại ngã Ba Lộc Tấn gồm Bộ Chỉ huy Thiết đoàn Hỗn Hợp, Chi đoàn 2 trên 1, Tiểu đoàn 2 trên 9 Tùng Thiết và Tiểu đoàn 74 Biệt động quân biên phòng, một khẩu đội pháo binh 105 ly, khẩn rút về tăng cường phòng thủ cho Bộ Chỉ huy Chiến đoàn 9 và quận Lị Lộc Ninh. Dọc theo quốc lộ 13 xuôi về hướng Nam, khi nhận diện được điểm địch phục kích, mà chi đoàn 3 trên 1 bị đánh tan vào đêm trước, thiết đoàn một thình lình khám phá ra ổ phục kích của địch quân, gồm chiến xa T-54, PT-76 và hàng ngàn cán binh, đồng loạt hô sung phong, tiến đánh sáp lá cả, với các chiến sĩ tùng thiết, tiểu đoàn 2 trên 9 và tiểu đoàn 74 biệt động quân biên phòng. Sau hơn một giờ chiến đấu quyết liệt một cách anh dũng chức, địch quân đông hơn gấp nhiều lần, các chiến sĩ tùng thiết cùng các con ngựa sắt M-41 và M-113 và tiểu đoàn 74 biệt động quân biên phòng đành phải thúc thủ trước các chiến xa T-54 và PT-76 của Cộng quân. Trung tá Dương và Bộ Chỉ huy Thiết đoàn với hai thiết vận xa, tung phá vòng vây, vượt được khỏi nơi phục kích khoảng một cây số về phía nam, rồi cũng bị trận đánh, phải bỏ xe mà chạy bộ đến ngày hôm sau, cuối cùng cũng bị Cộng quân chặn bắt cùng với 15 chiến sĩ thiết kỵ của Bộ Chỉ huy Thiết đoàn 1 vào khoảng 11 giờ sáng, ngày 7 tháng 4 năm 1972. Lời tường thuật của nhân chứng sống Trung tá Nguyễn Đức Dương, thiết đoàn Chu Ong Thì S đoàn 1 trên 5 và Trung sĩ Lê Hoàng Long thuộc tiểu đoàn 74 biệt động quân biên phòng. 6 giờ sáng, ngày 6 tháng 4 năm 1972, Cộng quân gia tăng cường độ pháo kích vào các cứ điểm phòng ngự trong chi khu Lộc Ninh. Hơn 3.000 quả pháo đủ loại thi đua nhau nổ trên trận tuyến, bất kể là quân hay dân sự, rồi từng đợt biển người ồ ạt tấn công vào hai cứ điểm tránh, Bộ Chỉ huy Chiến đoàn 9 Sư đoàn 5 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa và Bộ Chỉ huy Quận chi khu Lộc Ninh. Tại Bộ Chỉ huy Chiến đoàn 9 Sư đoàn 5 Bộ Binh chỉ còn lại tiểu đoàn 3 trên 9, một đại đội của tiểu đoàn 2 trên 9 thành phần của pháo đội 105 ly còn sử dụng được 6 khẩu, đôi khi phải hạ nòng bắn trực xạ vào chiến xa và bộ binh địch, đang áp dụng chiến thuật xung phong biển người cận kề trước tuyến phòng thủ. Các chiến sĩ chiến đoàn 9 và pháo đội pháo binh đã đẩy lui nhiều đợt xung phong của bộ binh địch có chiến xa T-54 và PT-76 yểm trợ. Trận chiến kéo dài đến chiều tối quân bạn càng lúc càng ít đi vì bị thương và tử trận trên chiến tuyến còn địch càng lúc càng đông cho đến khi phòng tuyến phía bắc và đông bắc bị cộng quân tràn ngập đại tá vĩnh cùng bộ chỉ huy chiến đoàn các cố vấn mỹ và một số anh em của pháo đội pháo binh sau khi phá hủy hết các các khẩu đại pháo rút ra khỏi vị trí phòng thủ đồng thời nhờ đại úy mark smith cố vấn mỹ gọi các phi tuần phản lực hoa kỳ đánh bom napalm thiêu gọn bọn quỷ đỏ đang tràn ngập căn cứ cố vấn trưởng trung tá richard scott vì bị thương nặng biết là không thể chạy được, đã tự sát để cho những người cố vấn khác có cơ hội thoát ra được. Và sau đó, đoàn quân còn lại chưa đầy 100 quân, lần mỏ trong đêm tối, rút về phía nam, lại bị địch trận đánh, khiến mọi người bị tàn mắc thất lạc. Đại tá Vĩnh cùng một số chiến sĩ còn lại của chiến đoàn 9 và vị cố vấn Mỹ duy nhất còn lại là đại úy Mark Smith, buộc phải buông súng đầu hàng. Riêng đại tá Vĩnh, một quân nhân giả dặn và can đảm, bị bắt khi mình mẩy và bộ đồ trận trên thân người đẫm đầy máu vì bị nhiều thương tích trong lúc chiến đấu. Tần số liên lạc của chiến đoàn 9 sư đoàn 5 bộ binh quân lực Việt Nam Cộng hòa im bặt vào lúc 10 giờ 30 phút tối ngày 6 tháng 4 năm 1972. Tại bộ chỉ huy quận Chi khu Lộc Ninh, sau khi mất liên lạc truyền tin với bộ chỉ huy chiến đoàn 9, ngầm biết chiến đoàn 9 đã tan và sau khi biết lực lượng của thiết đoàn 9 và tiểu đoàn 74 biệt động quân biên phòng từ phía Bắc rút về đã bị đánh tan, cũng như lực lượng tiếp ứng từ phía nam bị trận đánh phải tháo lui trở lại trung tá thịnh liền họp bộ chỉ huy chi khu và cố vấn trưởng thiếu tá thomas davidson quyết định phân tán rút lui lợi dụng trời tối vượt hàng rào phòng thủ về hướng nam để vượt thoát vòng vây trung tá thịnh là con người có vóc dáng nhỏ nhanh nhẹn da ngăm đen nhưng thật rắn giỏi và kiên cường sau khi thoát được vòng vây len lỏi trong rừng sống như đồng bào thượng đôi lần gặp mặt cộng quân nhưng Trung tá Thịnh làm bộ trả lời nhiều câu hỏi bằng tiếng Việt không thông, nên bị chúng đuổi đi, vì ngỡ rằng là người thiểu số. Bồn ba lặn lội đầy gian lao khổ cực, cuối cùng cũng về đến An Lộc vài ngày sau đó. Trung tá Thịnh được trực thăng bốc về Lai Khê, và sau khi nghỉ ngơi, sức khỏe và tinh thần được hồi phục, Trung tá Thịnh được Trung tướng Nguyễn Văn Minh, tư lên quan đoàn 3, quân khu 3, bổ nhiệm làm quận trưởng, chi khu trưởng chi khu võ đắc, thuộc tỉnh Bình Tuy vào tháng 8 năm 1972 còn cố vấn trưởng chi khu thiếu tá Thomas Davidson chỉ sau đó 4 ngày đã về đến phía đông An Lộc được một đơn vị biệt động quân Việt Nam Cộng hòa đang án ngữ phía đông tiếp cứu vào ngày 10 tháng 4 năm 1972 riêng tiểu đoàn 74 biệt động quân biên phòng đang trú đóng tại căn cứ hỏa lực Alpha năm cây số phía nam biên giới Việt Miên liên tục bị địch quân pháo kích và gia tăng áp lực tấn công nên phải âm thầm rút lui trong đêm tối xuôi về phía nam sau khi đã phá hủy hoàn toàn các khẩu pháo trong căn cứ trong đêm ngày 5 tháng 4 năm 1972 và rồi sáp nhập với thiết đoàn 1 của Trung tá Dương cùng di chuyển về Lộc Ninh và sau đó bị đánh tan giữa đường. Mặt trận Lộc Ninh kể như chấm dứt sau 48 giờ giao tranh ác liệt, quân cộng sản Bắc Việt đã làm chủ tình hình chiến trận. Câu chuyện sau trận An Lộc. Sau khi làm chủ tình hình tại quận Lộc Ninh, cộng quân liền trưng dụng tất cả các xe chở hàng và chở hành khách của dân chúng, ép buộc những tài xế của những xe này phải tuân lệnh chúng, lái xe để chuyên chở tù binh Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ, từ Lộc Ninh về khu đồn điền Cao Su Mì Mốt, trong nội địa Cambodia và trong chuyến trở lại, chở các cán binh bổ sung cho các đơn vị công trường Nam Cộng sản Bắc Việt. Một trong những tài xế cũng là chủ nhân của chiếc xe hàng đang hành nghề chuyên chở những bánh mủ cao su cho các đồn điền Pháp từ Lộc Ninh về Sài Gòn tên là Nguyễn Văn Nại. 42 tuổi vào thời điểm năm 1972, là cậu ruột của chiến hữu không quân Trần Văn Long, đang hành nghề địa ốc tại Austin. Chiến hữu Long kể lại rằng, khi ông cậu còn sống đã kể lại cho chiến hữu Long nghe, cuộc đảo thoát đầy gian truân và nước mắt của gia đình ông cậu như sau. Vào các ngày 7 và 8 tháng 4 năm 1972, ông lại bị công quân bắt buộc dùng chiếc xe hàng của ông để làm công việc chuyển vận. Ông không bằng lòng lái xe, cộng quân hăm dọa, Đem cả gia đình gồm vợ và ba con nhỏ, tuổi từ 12 đến 2, ra bắn bỏ, buộc lòng ông nại phải lái xe cho Cộng quân. Lái từ buổi trưa ngày 7 tháng 4 năm 1972 đến mi mốt rồi trở về Lộc Ninh. Đến chiều ngày 8 tháng 4 năm 1972, ông nại cởi chiếc đồng hồ vàng đeo trên tay, lo lót cho một tên cán bộ Cộng sản, đặc trách kiểm soát đoàn xe tại bến xe Lộc Ninh. Ông xin phép được về nhà cũng tại Lộc Ninh để thăm gia đình, xem vợ con như thế nào. Ông hứa khi xong sẽ trở lại lái xe như thường. Tên cán bộ nhìn thấy chiếc đồng hồ vàng, cũng ưng thuận ngay, và dặn dò về nhà xong rồi phải trở lại liền. Ông lại cảm ơn, rồi chạy bộ trở về nhà. Trong lúc đó, gia đình vợ và ba con của ông cũng đang lo chuẩn bị rời bỏ nơi cư ngụ tại Lộc Ninh, để về Bình Dương. Vợ ông đã móc nối được với một người thượng trước đây đã giúp cho ông lại trong việc chuyên chờ mũ cao su. Người thượng này rất thông thuộc đường rừng từ Lộc Ninh về An Lộc, chịu hướng dẫn gia đình ông lại trốn chạy trời vừa tối gia đình ông nại được người thượng hướng dẫn rời lộc ninh băng tắt đường rừng về an lộc dọc đường khi băng xuyên qua một con suối phía trên có cầu bắc ngang phía trên cầu có nhiều cán binh cộng sản di chuyển qua lại thì bỗng nhiên đứa con trai hai tuổi ré lên tiếng khóc sợ bị bại lộ ông nại liền bịt miệng và bóp cổ đứa trẻ để không thoát ra tiếng khóc đồng thời thúc giục gia đình vượt qua dòng suối dưới chân cầu tay ông bóp cổ người con không biết nặng nhẹ như thế nào mà sau đó ít phút ông thấy người con buông xuôi hay tay không còn nhúc nhích được nữa ông nghĩ rằng đứa con ông đã chết ông cũng không dám nói với vợ ông đến khi vượt qua cái chỗ nguy hiểm ông ngừng lại và cùng với mọi người lo cứu cấp đứa trẻ nhưng cũng vẫn không thấy cử động ông đành rơi nước mắt vác con trên vai lòng thì thật sự tan nát cùng mọi người tiếp tục vượt rừng hướng về an lộc sau ba đêm hai ngày gia đình ông nại cũng về đến được an lộc trên đường di chuyển khi dừng chân ông nại đặt con xuống bên lề đường nhưng lại cảm thấy đứa nhỏ đã bắt đầu cử động. Nhìn kỹ lại thì thấy đứa bé còn sống. Thật là cảm ơn trời Phật. Và sau đó gia đình ông nại theo đoàn dân di tản lội bộ từ Bình Long đến tỉnh Bình Dương. Gia đình ông được tạm cư tại nhà một người bà con tại tỉnh Bình Dương. Sau đó 4 năm ông nại qua đời. Gia đình và đứa bé 2 tuổi, năm 1972, đến nay đã 36 tuổi đã có vợ con và vẫn còn ở tại tỉnh Bình Dương, Việt Nam. Kết quả tổn thất của hai bên phía quân giải phóng, 2.150 tử trận, 2 xe T-54 và 1 xe PT-76 bị pháo binh Việt Nam Cộng Hòa bắn hạ. Phía Việt Nam Cộng Hòa, 600 tử trận và 2.400 bị địch bắt làm tù binh. Thiết đoàn 1, gồm 38 chiến xa M-41 và thiết vận xa M-113 bị địch chiếm đoạt hay bị địch bắn hạ. Một pháo đội của căn cứ An Pha khẩu đội pháo binh của chiến đoàn 9 tăng cường, 8 khẩu 105 ly và 155 ly được phá hủy hoặc bị hư hại. Thương vong về phía dân thường. Ước độ 200 chết và 300 bị thương, và một số thường dân bị bắt dẫn về biên giới miên để làm dân công tài đạn hoặc làm tài xế lái xe vận tải. Những nhận định sau trận đánh Lộc Ninh. Cộng quân đã thành công trong chiến thuật gọi là bỏ qua tuyến phòng thủ phía trước như tiểu đoàn 74 biệt động quân biên phòng và thiết đoàn một kỵ binh của Việt Nam Cộng Hòa và huy động nguyên cả công trường năm Cộng sản Bắc Việt một đại đội chiến xa của trung đoàn 203 chĩa mũi rùi chính, chia làm ba hướng Tây, Bắc và Đông đánh thẳng vào bộ chỉ huy đầu não của chiến đoàn 9 sư đoàn 5 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa và quận, chi khu Lộc Ninh, với quan niệm tạo áp lực tấn công tại bộ chỉ huy chiến đoàn 9 và chi khu Lộc Ninh, thì lực lượng vòng ngoài sẽ phải co rúm lại, rút về để tiếp ứng, và vì muốn tiếp ứng kịp thời thì phải vội vã rút lui, kém để cao cảnh giác nên chỉ cần tổ chức một cuộc phục kích cấp trung đoàn có xe tăng T-54 trợ chiến là có thể tiêu diệt được đoàn quân bên ngoài rút về tiếp ứng. Trung đoàn 95 công trường 9 Cộng sản Bắc Việt đảm trách trận đánh này, khi cái vỏ bên ngoài bị đánh bể thì ruột bên trong sẽ không còn ai tiếp ứng phòng vệ, công thêm phải đương đầu với một lực lượng nhiều lần đông hơn và khí thế mạnh hơn, tất nhiên phải thất thủ hay đầu hàng. Lộc Ninh thất thủ sớm hơn 3 ngày, chiếu theo ước tính của bộ chỉ huy chiến dịch miền Cộng sản Bắc Việt, đây là trận đánh mà cộng quân đã chuẩn bị tương đối dày đủ như xây dựng một con lộ ngầm dưới mặt nước của một con suối ăn thông ngang qua rừng từ lộc ninh về biên giới miên chính con lộ ngầm này cộng quân dùng để di chuyển các chiến lợi phẩm và tù binh việt mỹ xuyên qua miên đã gây cho phía quân lực việt nam cộng hòa hai cái bất ngờ áp dụng chiến thuật tiền pháo hậu sung lần đầu tiên sử dụng chiến xa tại chiến trường miền nam cho nên binh sĩ và kể cả cấp chỉ huy quân lực việt nam cộng hòa bị mất tinh thần ngay từ giờ phút đầu khi thấy xe tăng của địch xuất hiện tại một nơi mà theo lý thuyết các chiến xa này không thể đến được. C. Tham khảo theo tài liệu của một nhân chứng sống, tựa đề là After Action Report, The thổ ập Lộc Ninh của cựu đại úy cố vấn Mỹ của chiến đoàn 9, sư đoàn 5 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa, Max Smith viết lại thì giữa vị chiến đoàn trưởng chiến đoàn 9 Việt Nam Cộng Hòa Đại tá Vĩnh và Toán Cố vấn Mỹ, Trung tá Richard Scott, Thiếu tá Albert Carson, Đại úy Max Smith, trung sĩ nhất thường vụ Howard Lund, trung sĩ Kenneth Wallingford được có một sự bất đồng sâu đậm trong việc phối hợp điều quân để chống trả quân địch. Về cái chết oanh liệt của cố vấn trưởng, trung tá Scott đã phải tự sát vì vết thương trên đầu quá nặng để cho các cố vấn còn lại khỏi phải vướng bận về ông khi trên đường rút lui ra khỏi căn cứ phòng thủ. Tài liệu này còn viết rằng, sau khi toán cố vấn Mỹ rút ra khỏi vị trí, thì đại úy Smith còn quay trở lại để định kéo xác trung tá Scott nhưng khi vừa tới nơi đã thấy ba tên Cộng sản Bắc Việt đang quay quần bên xác chết, tước lon, lột bảng tên và một tên thì đang dùng dao định cắt đầu người chết. Thật là bọn man dợ vô lương chi, cả người chết rồi mà cũng không tha, còn lột lon, lắc đầu. Theo lời cựu trung tá James Winbanks, tác giả quyền dơ bắt thổ ở An Lộc vào năm 2002, toán tìm những người Mỹ mất tích tại Việt Nam, Lào và Cao Miên, đã tìm thấy hài cốt của Trung tá Scott tại địa điểm hầm chỉ huy của chiến đoàn 9 cũ, thời điểm 1972, bây giờ đã là một khu vườn trồng cây hột điều. Mặt trận cầu Cần Lê Diễn biến Theo tin tức tình báo ghi nhận được, sau khi công trường 5 Cộng sản Bắc Việt làm chủ tình hình Lộc Ninh, Bộ Chỉ huy Tiền phương của Quân đoàn Cộng sản Bắc Việt và Trung ương Cục Miền Nam, Cục Giờ, di chuyển vào trú đóng trong vùng Lộc Ninh, còn hậu cần và cơ sở chỉ huy chiến dịch Nguyễn Huệ vẫn còn trú đóng trong vùng đồn điền cao su Mi Mốt gần quốc lộ 7 trên lãnh thổ Cambodia. Theo lệnh của Hà Nội, tất cả các đơn vị Cộng sản Bắc Việt tại mặt trận Bắc quân khu 3 trong chiến dịch Nguyễn Huệ phải dứt điểm an lộc trước ngày 20 tháng 4 năm 1972 để ra mắt cái chính phủ bù nhìn mặt trận giải phóng miền Nam. Công trường 5 Cộng sản Bắc Việt, sau khi thành công trong việc tấn chiếm Lộc Ninh, phải tạm dừng quân để chỉnh đốn hàng ngũ bổ sung quân số, tái tiếp tế lương thực, đạn dược, nhiên liệu, di tản tù binh Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ trở lui về điểm tiếp nhận hậu cần, 5 năm trước khi tiếp tục tiến về hướng Nam, An Lộc, để tiếp xúc với các cánh quân của công trường Bình Long và công trường 9 đang có mặt trong vùng, từ 5 đến 10 cây số phía Bắc và công trường 7 đang hình thành tuyến phục kích tại vùng phía Nam An Lộc. Việc bổ sung quân số, cộng quân dùng phương cách di chuyển bằng đường bộ, cả bằng xe vận tải đủ cỡ, kể cả xe hàng dân sự mà chúng trưng dụng, lẫn những xe GMC của quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn bỏ lại. Chuyến đi thì chờ tù binh Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ trong đó có đại úy Smith, chuyến về thì chờ cán binh bổ sung cho chúng. Việc tái tiếp tế, Cộng sản Bắc Việt chủ trương nguồn bổ sung dựa vào chiến lợi phẩm, tịch thu được của quân dân Việt Nam Cộng Hòa. Về lương thực, quân Cộng sản Bắc Việt cho tìm các nơi có dự trữ gạo của quân dân Việt Nam Cộng Hòa, cho lệnh lục soát trên người từng chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa kể cả sống hay chết, để tịch thu hết các khẩu phần lương khô rồi phân phát lại cho tất cả các cán binh cộng sản, bất cần đến sự đói no của quân dân Việt Nam Cộng hòa. Về đạn dược và nhiên liệu, quân cộng sản Bắc Việt cho lệnh đi tìm các kho xăng dự trữ của quân dân Việt Nam Cộng hòa, ngay cả trong bình chứa xăng của những chiến xa M113, M41 và cả những xe đỏ chở hành khách xe chở hàng dân sự ở những chiếc nào không còn dùng được để châm vào những trang bị cơ giới cũng như tất cả đạn và vũ khí đủ loại còn sử dụng được nhạt là đạn súng cối 81 ly. Cộng quân sẽ dùng được cho súng cối 82 ly của các đơn vị bộ binh Cộng sản Bắc Việt. Nhân lực cho việc khuân vác, Cộng quân bắt cả quân lẫn dân Việt Nam Cộng Hòa đi làm tạp dịch và khuân vác. Tất cả công việc này, công trường năm Cộng sản Bắc Việt phải hấp tấp thực thi cả tuần lễ mà vẫn chưa hoàn tất dưới áp lực càng lúc càng đè nặng bởi các vụ oanh tạc đủ loại của không lực Hoa Kỳ một trung đoàn của công trường Bình Long và một trung đoàn của công trường 9 Cộng sản Bắc Việt đã tổ chức tuyến phục kích dài 3 cây số trên quốc lộ chấm 13 hướng lên Lộc Ninh để chặn đánh tiểu đoàn 2 chiến đoàn 52 sư đoàn 18 bộ binh đang đóng tại căn cứ hỏa lực cầu Cần Lê do Trung tá Nguyễn Bá Thịnh làm chiến đoàn trưởng. Căn cứ hỏa lực cầu Cần Lê còn có tên là Hùng Tâm, đóng tại vị trí 3 cây số phía đông cầu Cần Lê trên liên tỉnh lộ 17. Hai trung đoàn quân Cộng sản Bắc Việt có hai nhiệm vụ chính yếu là trận đánh viện quân của Việt Nam Cộng hòa từ hướng An Lộc lên tiếp viện và trận bắt các chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa tháo lui từ Lộc Ninh về An Lộc. Trận chiến cầu cần Lê khởi diễn vào sáng sớm ngày 6 tháng 4 năm 1972. Khi nhận được lệnh của Bộ Tư lệnh Tiền phương Sư đoàn 5 Bộ binh Việt Nam Cộng hòa, từ Đại tá Lê Nguyên Vĩ, Tư lệnh Phó Sư đoàn 5 Bộ binh Việt Nam Cộng hòa chỉ huy đang có mặt tại An Lộc, lệnh tức tốc gửi một tiểu đoàn lên tăng viện Lộc Ninh tiểu đoàn 2 chiến đoàn 52, liền xuất quân đi cứu viện. Xuất phát từ liên tỉnh lộ 17, tiểu đoàn 2 chiến đoàn 52 vừa ra đến ngã ba quốc lộ 13 và liên tỉnh lộ 17, bị hai trung đoàn của công trường Bình Long và công trường 9 Cộng sản Bắc Việt phục kích trận đánh. Sau một giờ chống trả mãnh liệt, với sự yểm trợ không ngừng của các khẩu pháo 105 và 155 ly trong căn cứ hỏa lực Hùng Tâm, tiểu đoàn 2 trên 52 đã gây cho địch tổn thất thật đáng kể. Mặc dù được pháo binh yểm trợ rất đắc lực, tiểu đoàn 2 trên 52 vẫn không thể tiến lên được, và trước áp lực địch càng lúc càng gia tăng, vị tiểu đoàn trưởng gọi máy về cho Trung tá Thịnh, xin lệnh rút lui trở về căn cứ với sự thiệt hại trung bình. Khi hai trung đoàn của quân Cộng sản Bắc Việt khai hỏa trận viện, tại ngã Ba Liên tỉnh Lộ 17 và Quốc Lộ, phía đông căn cứ, cùng lúc căn cứ hỏa lực Hùng Tâm bắt đầu bị pháo kích và thấy địch xuất hiện ở mặt phía tây và tây bắc của căn cứ hỏa lực, như vậy thì cả ba mặt đông, tây và tây bắc đều nhận thấy có địch, áp lực càng lúc càng nặng. Để bảo toán lực lượng, Trung tá Thịnh khẩn điện về Bộ Tư lệnh Sư đoàn 5 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa, trình sự việc lên tướng Hưng, xin cho rút lui khỏi căn cứ di chuyển về An Lộc, nhận được sự chấp thuận của tướng Hưng vào đêm 7 tháng 4 năm 1972. Cuộc hành quân triệt thoái của chiến đoàn 52 bắt đầu vào sáng ngày 8 tháng 4 năm 1972. Tiểu đoàn 1 Trung đoàn 48, tăng phái cho chiến đoàn 52 do Thiếu tá Nguyễn Yêm, tiểu đoàn trưởng, dẫn đầu, cũng theo liên tỉnh lộ 17 tiến về phía đông. Trên đường từ liên tỉnh lộ 17 ra quốc lộ 13, cánh quân đầu của tiểu đoàn 1 trên 48 chạm địch, trong khi đó phía sau là đoàn xe 20 chiếc kéo theo 6 khẩu 105 ly và 4 khẩu 155 ly, và các xe chở đạn dược. Đi sau cùng là tiểu đoàn 2 trên 52 do Thiếu tá Nguyễn Văn Dưỡng làm tiểu đoàn trưởng cộng quân lại tiến công đánh sáp lá cả với các chiến binh tiểu đoàn 1 trên 48. Lần này, cố vấn trưởng chiến đoàn là Trung tá Walter Jinger gọi trực thăng võ trang và các phi tuần phản lực cơ Hoa Kỳ đến yểm trợ rất đắc lực. Cuộc chiến kéo dài đến chiều tối, mà vẫn không vượt qua được khỏi tuyến phục kích của cộng quân, buộc lòng Trung tá Thịnh phải cho lệnh lui quân trở về căn cứ hỏa lực để phòng thủ qua đêm, chờ tìm biện pháp cho kế hoạch mới. Kiểm điểm lại, ta mất 3 khẩu pháo 105 ly, một số chiến sĩ bị thương và tử trận được mang trở về căn cứ hỏa lực. Trung tá Thịnh khẩn báo tình hình lên tướng Hưng, nhất là khi thấy một số đông lực lượng cộng quân đang chuẩn bị dứt điểm căn cứ hỏa lực. Tướng Hưng ra lệnh cho chiến đoàn 52 bộ binh phá hủy hết chiến cụ nặng, chỉ còn lại bộ binh mà thôi, băng tắt đường rừng về An Lộc càng sớm càng tốt. Sau khi thi hành lệnh phá hủy các chiến cụ nặng, gồm các khẩu pháo, đạn dược và tất cả xe cộ, chiến đoàn 52 được rảnh tay. Vào lúc 8 giờ sáng, ngày 9 tháng 4 năm 1972, chiến đoàn 52, tái xuất phát, trực chỉ về An Lộc. Lần này tiểu đoàn 1 trên 48, được lãnh ấn tiên phong dẫn đầu đoàn quân, chặng giữa là bộ chỉ huy chiến đoàn, đoạn hậu thì giao cho tiểu đoàn 2 trên 52, có nhiệm vụ làm thiên nghi binh, mặt Tây và Tây Bắc, căn cứ hỏa lực, phòng hở các cánh quân của Cộng sản Bắc Việt truy kích cắt đứt đoàn quân đang di chuyển. Nói về tiểu đoàn 1 trên 48 khai thông đường máu, đánh tan cánh quân địch trên liên tỉnh lộ 17 thừa thắng xông lên quét tan một đơn vị khác của địch trên quốc lộ 13, rồi trực chỉ về phía nam hướng An Lộc. Khi được tin tiểu đoàn 1 trên 48 phá vỡ tuyến phục kích đầu, tiểu đoàn 2 trên 52 liền rời vị trí căn cứ hỏa lực di chuyển tiếp nối với đoàn quân bạn đang trên lộ trình ép về phía đông ven rừng. Sau khi được báo động chiến đoàn 52, đột phá vòng vây, rút lui, các cánh quân Cộng sản Bắc Việt liền tập trung truy kích trung đoàn của công trường Bình Long bọc trận đầu tiểu đoàn 1 trên 48 còn một đơn vị khác của Cộng sản Bắc Việt rượt đuổi kịp và sáp chiến với tiểu đoàn 2 trên 52 đang bảo vệ đoạn hậu. Một trận thư hùng đánh sáp lá cả được diễn ra ác liệt. Cố vấn Mỹ điều động các trực thăng võ trang tác xạ rất chính xác vào các đơn vị cộng quân đang bao vây ngăn cản đường rút quân của chiến đoàn 52. Mặc dầu bị chặn lại giữa đường, nhưng chiến đoàn 52 vẫn còn giữ được đội hình, đánh bật cộng quân ra ngoài. Cuộc chạm trán nảy lửa này được diễn ra suốt một ngày một đêm. Các cố vấn Mỹ rất tận tình gọi không quân yểm trợ quân bạn. Ban ngày thì được các phi tuần phản lực đánh bom Napan và oanh kích. Ban đêm thì có rồng giả AC-130 bao vùng. Đại úy cố vấn Mỹ tên Zumwalt bị miệng của quả B-40 văng trúng mặt, thương tích trầm trọng. Cố vấn trưởng, Trung tá Ginger, xin trực thăng tản thương giữa các làn đạn cận kề tại chiến trận trực thăng vừa đáp xuống để tản thương đại úy Dung và một số chiến binh Việt Nam Cộng Hòa bị thương nặng, liền bị ngay một tràng AK-47 bắn bừa lên trực thăng gây tử thương cho một sĩ quan phi hành tên Robert Hoss và một y tá trên chiếc trực thăng có sơn dấu hồng thập tự đỏ. Trực thăng vẫn được cất cánh an toàn, mặc dù bị thùng nhiều lỗ đạn, nhờ còn viên phi công tránh là đại úy John B. Whitehead thuộc tiểu đoàn 229 trực thăng xung kích Hoa Kỳ điều khiển chiếc trực thăng ra khỏi vùng nguy hiểm rồi đến Trung tá Trung đoàn Phó Chiến đoàn 52. Hoàng Văn Hiến và Trung tá Cố vấn trưởng Jin cùng Trung sĩ nhất Winland cũng bị thương, trong khi hướng dẫn các phi tuần phản lực, oanh kích cộng quân. Mặc dù cả toàn ban Cố vấn Hoa Kỳ đều đã bị thương tích, Trung tá Jin vẫn không gọi trực thăng tản thương rời đơn vị chiến đoàn 52. Ông đã ở lại chiến trường, và tận tình hướng dẫn không quân Hoa Kỳ oanh kích, địch quân chết hàng đoàn trong những đợt tập trung sung phong biển người thật đáng ca tụng và khen ngợi tinh thần trách nhiệm của toàn thể toán cố vấn của chiến đoàn 52 sư đoàn 18 bộ binh của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Mãi hai ngày sau khi chiến đoàn 52 đột phá được vòng vây, đến gần An Lộc, thấy đã có được sự an toàn cho đoàn binh lui quân, Trung tá Jin G mới chịu gọi trực thăng đến tản thương về bệnh viện ba giá chiến Hoa Kỳ tại Sài Gòn để chăm sóc vết thương đã có từ hai ngày trước. Trận chiến được xem như ác liệt và đẫm máu. Tiểu đoàn 1 trên 48 do Thiếu tá Nguyễn Yêm, tiểu đoàn trưởng, tả sung hữu đột, như triệu tử long trong trận tương dương trường bảng thời tam quốc chiến vậy. Cuộc chiến đấu trong thế lui quân kéo dài suốt hai ngày. Nhờ sự chỉ huy tải ba của Trung tá Thịnh, chiến đoàn trưởng chiến đoàn 52 và sự tận tình trợ lực của toán cố vấn Hoa Kỳ và tất cả các chiến sĩ dũng cảm, gan lì của chiến đoàn 52, cuối cùng đơn vị này cũng về được đến An Lộc vào buổi sáng ngày 11 tháng 4 năm 1972. Chiến đoàn 52, mặc dầu bị sáp chiến nhiều lần, nhưng vẫn còn giữ được gần một phần hai quân nhân các cấp trên tổng số 1.000 khi khởi phát đến chấn đóng tại căn cứ hỏa lực Hùng Tâm. Riêng Trung tá Trung đoàn Phó Hoàng Văn Hiến chẳng may bị mất máu quá nhiều trên đường di chuyển, đã chút hơi thở cuối cùng trước khi về đến An Lộc. Tương quan lực lượng của trận cầu Cần Lê được ghi nhận như sau. Phía quân giải phóng, công trường Bình Long Cộng sản Bắc Việt gồm có ba trung đoàn bộ chiến, trung đoàn thép, trung đoàn Đồng Nai và trung đoàn Phước Long. Tại mặt trận cầu Cần Lê Địch chỉ sử dụng có hai trung đoàn, trung đoàn thép của công trường Bình Long và một trung đoàn của công trường 9 Cộng sản Bắc Việt. Tổng cộng tham dự trận đánh có khoảng 4.400 cán binh bộ chiến, chưa kể sư đoàn pháo 69 yểm trợ hỏa lực. Phía Việt Nam Cộng Hòa, chiến đoàn 52, 900 chiến sĩ, pháo đội pháo binh hỗn hợp 100, tổng cộng 1.000 binh sĩ. So sánh lực lượng, 1 chống 4, có một đơn vị không lực Hoa Kỳ yểm trợ tiểu đoàn 229 trực thăng xung kích. Tổn thất đôi bên. Phía quân giải phóng, khoảng 3.200 bị loại khỏi vòng chiến do các chiến sĩ chiến đoàn 52 bắn hạ và do máy bay oanh kích và tác xạ. Phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tử thương khoảng gần 600 và một viên phi công Hoa Kỳ của tiểu đoàn 229 trực thăng xung kích Hoa Kỳ, tự phá hủy, 3 khẩu pháo bình 105 ly và 4 khẩu 155 ly. 20 chiếc xe GMC và tất cả đạn dược của pháo binh. Sau khi bứng được căn cứ hỏa lực cầu Cần Lê, công trường Bình Long vượt qua quốc lộ 13 tiếp tục di chuyển về hướng Đông, Đông Nam, phi trường Quản Lợi, 5 cây số Đông An Lộc, bùa gọng kềm từ hướng Đông, Đông Bắc, đơn vị của công trường 9, rút thì tiếp tục di chuyển về phía Tây An Lộc, án binh bất động, dường như làm thành phần trừ bị cho quân đoàn quân Cộng sản Bắc Việt. Còn công trường 7 Cộng sản Bắc Việt thì di chuyển đến tuyến ẩn phục vùng năm cây số Nam An Lộc xuyên qua các xã Sa Trạch, Sa Cam, Tân Khai, Tàu Ô đến quận Trơn Thành tỉnh Bình Long, tổ chức chốt kiền dọc theo quốc lộ 13 về hướng Nam với ba nhiệm vụ linh động. Thứ nhất là chặn bắt hết quân của Việt Nam Cộng hòa nếu có tháo lui từ An Lộc trở về Bình Dương. Thứ hai là tổ chức tuyến phục kích chốt kiền để chặn viện binh của quân lực Việt Nam Cộng hòa Thứ ba là dùng làm nỗ lực chính để tấn công dứt điểm an lộc khi tình hình chiến trận thuận lợi. Công trường 7 còn được sự yểm trợ của sư đoàn 69 pháo nặng 130 ly, tiểu đoàn chiến xa của trung đoàn thiết giáp 203 với T-54 và PT-76, trung đoàn cơ giới phòng không và hỏa tiễn 122 ly. Các đơn vị cấp trung đội bộ binh của công trường 7 còn được trang bị loại vũ khí tối tân của Nga Xô là loại hỏa tiễn tầm nhiệt cầm tay SA-7 loại khắc tinh của các trực thăng để khống chế các trực thăng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh bay trên cao độ từ 4.000 đến 7.000 bộ, lập một hàng rào hỏa lực dày đặc trên vùng trời phía Nam An Lộc nhất là tại vùng Sa Cam, khiến cho việc tiếp tế và tản thương về phía Việt Nam Cộng Hòa bị bế tắc. Những nhận định về cuộc rút lui của chiến đoàn 52 sư đoàn 18 bộ binh tại trận cầu Cần Lê. Tương quan lực lượng giữa đôi bên quá chênh lệch, một chống bốn trên trận thế nổi rút quân không có công sự như là phòng thủ. Địch quân đã ở vào vị thế phục kích và truy đuổi cũng như áp dụng chiến thuật thí quân biển người, nhưng vẫn không đánh tan được chiến đoàn 52, mà ngược lại còn bị tổn thất gấp 5 lần hơn quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Các chiến sĩ của chiến đoàn 52 trong đó có tiểu đoàn 1 trên 48 thật là xuất sắc và thiện chiến. Nếu đem so sánh một tiểu đoàn 1 trên 48 có thể đánh thùng cả trung đoàn của quân Cộng sản Bắc Việt phục kích và bao vây. Vị chiến đoàn trưởng chiến đoàn 52, Trung tá Nguyễn Bá Thịnh, gốc dù, từng là cựu huấn luyện viên khoa tác chiến của trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam, cũng là cấp chỉ huy tài giỏi và linh hoạt ứng phó thật tài tình trong mọi hoàn cảnh và trạng huống, hay nói cách khác, kỹ thuật lãnh đạo chỉ huy giỏi và rất được các cấp dưới quyền và toàn thể toán cố vấn Mỹ kính nể. Tinh thần hy sinh cao cả vì chức vụ cố vấn của Trung tá Walter Ginger, dù rằng đã bị thương nhưng không hèn nhát xin tản thương, mà vẫn ở lại mặt trận cùng sống chết với bạn đồng minh Việt Nam Cộng Hòa. Một điểm son cho toán cố vấn sư đoàn 18 bộ binh là ngay khi chiến đoàn 52 về đến An Lộc, thấy không còn vị cố vấn nào vì đã bị thương và di tản về bệnh viện ba giã chiến Hoa Kỳ tại Sài Gòn để trị liệu cố vấn trưởng sư đoàn 18 bộ binh, liền cắt cử toán cố vấn khác thay thế tức thì để điền khuyết cho chiến đoàn 52 tại An Lộc. Trưởng toán là thiếu tá Raymond Hani và cố vấn phó là James Winbanks, cũng chính là tác giả của tập tài liệu cho vấn đề tham khảo này thành thật ca ngợi tinh thần trách nhiệm toàn thể toán cố vấn sư đoàn 18 bộ binh quân đoàn 3 năm 1972. Trái lại toán cố vấn Mỹ của sư đoàn 5 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa thì hơi khác qua hai sự kiện sau đây. Ngày 11 tháng 4 năm 1972, trong lúc trung đoàn 8 bộ binh đang sắp toán tại sân bay dầu tiếng chở trực thăng đến bốc thả vào An Lộc thì trung tá Abraham Witt cố vấn trưởng trung đoàn 8 bộ binh đến nói với đại tá trung đoàn trưởng trung đoàn 8 Mạch Văn Trường là lệnh của MACV là nơi nào không an toàn thì cố vấn Mỹ có quyền không đến. An Lộc sắp trở thành chiến trường đẫm máu, toán cố vấn Mỹ Trung đoàn 8 sẽ đi về Lai Khê, là hậu cứ của Sư đoàn 5 Bộ binh Việt Nam Cộng Hòa, không theo Trung đoàn vào An Lộc. Đại tá trường đành phải chấp nhận sự không có mặt của toán cố vấn Mỹ khi Trung đoàn 8 Bộ binh đổ quân vào An Lộc. Ngày 7 tháng 4 năm 1972, chuẩn tướng Lê Văn Hưng di chuyển bộ chỉ huy hành quân sư đoàn 5 bộ binh, và cố vấn Mỹ từ Lai Khê lên An Lộc. An Lộc là quận Châu Thành của tỉnh Lị Bình Long để thống nhất chỉ huy các lực lượng chính quy và diện địa của tiểu khu Bình Long, tổ chức phòng thủ chống lại cuộc tấn công cấp quân đoàn của Việt Cộng âm mưu đánh chiếm tỉnh Lị Bình Long, An Lộc. Nơi đây công binh sư đoàn đã làm sẵn một căn cứ giá chiến bằng bao cát lót vì sắt PAP khá vững chắc cho bộ chỉ huy tiền phư ong sư đoàn 5 bộ binh ở phía đông An Lộc gần ga xe lửa. Tình hình lúc này thì tỉnh Lị Bình Long hoàn toàn bị Việt Cộng bùa lưới bao vây. Pháo binh, địch đã bắt đầu bắn vào tỉnh Lị. Địch chỉ mới bắn lai dai để điều chỉnh tác xạ vào các mục tiêu, sân bay, bãi đáp trực thăng, các căn cứ quân sự và các mục tiêu khác như nhà thương, nhà thờ, chùa chiền và các con đường chính dẫn vào thị xã nhất là các bộ chỉ huy của sư đoàn 5 và của tiểu khu Bình Long. Đại tá Miller cố vấn trưởng nói với tướng Hưng, vị trí bộ chỉ huy hành quân sư đoàn 5 bộ binh làm bằng bào cát và vì sắt không chống được các loại pháo hạng nặng, hỏa tiễn 122 ly của địch quân, nên toán cố vấn ở đây không có đủ an toàn. Ông và toán cố vấn Mỹ sư đoàn sẽ rời An Lộc để về lại Lai Khê. Tướng Hưng không đồng ý cho cố vấn Mỹ rút khỏi An Lộc. Ông nói, trận chiến sắp tới, sư đoàn rất cần cố vấn Mỹ để có sự yểm trợ hỏa lực về không yểm của không lực Hoa Kỳ sự có mặt của cố vấn mỹ ở lại đây rất cần thiết cho vấn đề giúp liên lạc với không quân hoa kỳ nếu ông muốn có vị trí an toàn hơn tôi sẽ đưa ông đi tìm vị trí khác ở gần đây tướng hưng dắt đại tá miller đi vào trung tâm thị xã an lộc cạnh bệnh viện bình long nơi đây có một thành lính do quân đội nhật hoàng xây cất từ hồi đệ nhị thế chiến đúc bằng xi măng cốt sắt hầm sâu dưới mặt đất có đường giao thông hào rất kiên cố có khả năng chống bom của phi cơ đồng minh Trại này trước đây được sử dụng làm bộ chỉ huy tiểu khu Bình Long, có tên là trại Đỗ Cao Chí. Năm 1971 Mỹ rút quân, bộ chỉ huy tiểu khu Bình Long rời về cơm bao Mỹ ở phía nam An Lộc, trại Đỗ Cao Chí đang bỏ trống. Quan sát xong, Đại tá Miller không còn lý do từ chối nên toàn bộ ban cố vấn Mỹ sư đoàn 5 bộ binh Việt Nam Cộng Hòa đã ở lại An Lộc với tướng Hưng từ thủ suốt 3 tháng. Đại tá Miller đã giúp tướng Hưng rất nhiều trong việc sử dụng không lực Hoa Kỳ yểm trợ rất hữu hiệu cho chiến trường An Lộc. Căn cứ thành chìm này còn có cái tên là Thành Đỗ Cao Chí, 800 thước phía Tây Bộ Chỉ huy Sư đoàn 5 Bộ Binh Cũ. Một điểm mà chúng tôi muốn luận bản thêm về trận chiến An Lộc, những cái may rủi, vô tình của trận chiến, như trường hợp kể trên, nếu không có sự từ chối của Đại tá Miller ở vào giờ phút chót đó, thì nơi địa điểm cũ, hầm nổi, là mục tiêu pháo của Cộng quân, đã được cộng quân điều nghiên và điều chỉnh tọa độ pháo song xuôi, cho đến khi cộng quân mở cuộc mưa pháo vào An Lộc, căn cứ nổi đó trở thành bình địa, hứng không biết bao nhiêu quả đạn pháo 130 ly và hỏa tiễn, từ những ngày đầu cuộc chiến và bộ chỉ huy đầu não của bộ tư lệnh sư đoàn 5 bộ binh nếu còn ở vị trí cũ, chắc chắn đã bị chôn vùi dưới đống bao cát và vì sắt tung rách tả tơi, trong đó toàn bộ tham mưu kể cả tướng Hưng có lẽ cũng đã bị chôn vùi và bị banh thây vào đêm 12 qua những ngày 13, 14 tháng 4 năm 1972 rồi. Đó có phải là một trong những cái may mắn do thời định hay không? Quyết định của tướng Hưng cho lệnh chiến đoàn 52 bộ binh phá hủy hết các chiến cụ nặng, chứng tỏ tướng Hưng là một vị tướng giỏi, biết ứng phó tình hình. Nhờ vậy các binh sĩ chiến đoàn 52, bộ binh mới được rảnh rồi tay chân để quân thảo với quân địch đông hơn gấp nhiều lần. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.